Môn toán lớp 12, bài 2, hàm số lũy thừa. Hàm lũy thừa là một hàm số được biểu diễn bằng công thức y bằng x mũ alpha, trong đó alpha là một hàm số có giá trị bất kỳ. Chẳng hạn, một số ví dụ phổ biến về hàm lũy thừa là y bằng x mũ 2, y bằng x mũ trừ 1 bằng 1 chia x, y bằng x mũ 1 phần 2 bằng căn x, x lớn hơn 0. Cần lưu ý rằng hàm y bằng x mũ 1 chia n bằng căn bậc n của x chỉ xảy ra khi x lớn hơn 0. Trong trường hợp x thuộc tập số thực R, hàm x mũ 1 n không đồng nhất với hàm căn bậc n của x. Đô thị của hàm số lũy thừa được trình bày như sau. Từ đô thị ta nhận xét như sau. Với alpha là một số nguyên dương tập xác định của hàm số là tất cả các số thực R. Với alpha là số nguyên âm hoặc bằng 0, thì tập xác định của hàm số là tất cả các số thực trừ điểm 0, với alpha không phải là số nguyên. Tập xác định của hàm số bao gồm tất cả các số dương lớn hơn 0. Khi xem xét tập xác định của hàm số lũy thừa, ta luôn thấy nó chứa khoảng từ 0 đến dương vô cùng cho mọi giá trị alpha thuộc tập số thực R. ER. Vì vậy, để vẽ đồ thị của hàm số lũy thừa trên khoảng này, chúng ta có thể chia thành hai trường hợp sau đây. Hàm số y bằng x mũ alpha với alpha lớn hơn 0 hàm số y bằng x mũ alpha với alpha nhỏ hơn 0. Cả hai trường hợp đều có tập khảo sát là từ 0 đến dương vô cùng. Để nghiên cứu sự biến thiên của hàm số, chúng ta tính đạo hàm y phẩy. Như đã học ở lớp 11 thì đạo hàm của hàm số y bằng x mũ alpha sẽ được tính bằng công thức alpha x mũ alpha trừ 1. Khi áp dụng quy tắc cho hàm hợp, ta có u mũ alpha phẩy bằng alpha u mũ alpha trừ 1 nhân u phẩy từ đạo hàm y phẩy ta có thể quan sát. Với alpha lớn hơn không, đạo hàm y phẩy luôn lớn hơn không. Ngược lại, khi alpha nhỏ hơn không, đạo hàm y phẩy sẽ luôn nhỏ hơn không. Vậy, hàm số y bằng x mũ alpha đồng biến trên khoảng không đến dương vô cùng. Nếu alpha lớn hơn không và nghịch biến trên khoảng không đến dương vô cùng. Nếu alpha nhỏ hơn không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.